Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái chương trên AirDrop đến từ kỳ sang Tower. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản trên kỳ sang này và các anh chị tiến hành KYC, khi các anh chị tiến hành KYC mà được sang duyệt thành công ấy, thì các anh chị sẽ nhận được một cái máy đào. Và hàng ngày thì cái máy đào này nó sẽ tự động khai thác cho các anh chị là được 2.8 USDT trên một ngày. Cái minh rút ở trên cái sang này là 20 đô, nhưng mà cái phí rút của nó thì hơi đắt các anh chị, cái phí rút lên đến 10 đô. Và đặc biệt là đã có nhiều anh chị rút được cái đồng USDT ở trên cái sang Tower này rồi về ví rồi các anh chị. Đây là một cái kèo ngon chúng ta không nên bỏ qua nha. Ở cái video này thì em sẽ hướng dẫn các anh chị đăng ký cái tài khoản và các anh chị tiến hành KYC. Để đăng ký cái tài khoản thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới phần mô tả của video đấy. Nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện như thế này. Các anh chị click vào cho em chị get. Các anh chị nhận vào cho em là chữ cài đặt. Cài đặt xong thì các anh chị nhấn vào mở. Ở đây nó có cái đường link của cái dự án đấy, cái nhóm group Telegram đấy, các anh chị click vào. Các anh chị mở lên cả để các anh chị tham gia vào. Để các anh chị có thể vào cái nhóm Telegram này để các anh chị tham khảo thêm thông tin của dự án nhá. Bây giờ các anh chị quay trở lại, các anh chị click vào chữ net ở đây. Các anh chị nhấn vào chữ confirm. Rồi bây giờ các anh chị click vào cho em cái hình ba gạch ở phía bên trái màn hình. Các anh chị nhấn vào chữ register để các anh chị đăng ký cái tài khoản. Để đăng ký tài khoản thì các anh chị nhập vào cái địa chỉ email mà các anh chị muốn đăng ký ở cái dòng địa chỉ email. Cái dòng password thì các anh chị đặt password của các anh chị. Ở cái dòng referral ID này thì các anh chị nhập cái mã mời của em. Cái mã mời này thì em cũng sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả video cho các anh chị. Sau đó các anh chị nhập captcha. Bây giờ em sẽ tiến hành thao tác. Sau khi các anh chị hoàn thành tất cả các trường thông tin ở đây thì các anh chị nhấn vào chữ create để các anh chị tạo cái tài khoản. Các anh chị nhập cái mã captcha ở đây. Sau đó các anh chị nhấn vào chữ create để các anh chị tạo cái tài khoản. Sẽ có một cái mã cốt gửi về cái địa chỉ email cho các anh chị vào cái mail của các anh chị mở cái mail lên, các anh chị sao chép cái dòng này, các anh chị quay trở lại, các anh chị giảm vào đây, các anh chị nhấn vào submit, rồi như thế là các anh chị đã đăng ký cái tài khoản thành công. Bây giờ các anh chị nhập cái địa chỉ email, password và các anh chị nhập cái mã captcha để các anh chị login vào cái tài khoản. Rồi đây là cái giao diện của cái sang Tower này. Các anh chị nhìn thấy ở trên màn hình này, khi các anh chị đăng ký cái tài khoản và các anh chị tiến hành xác minh cái tài khoản ấy, thì các anh chị sẽ nhận được một cái con robot. Con robot này thì nó sẽ hoạt động trong vòng 71 ngày và nó tiến hành khai thác tự động cho các anh chị là mỗi ngày là 2.8 U. Cái dòng thứ hai đấy, con robot dòng thứ hai đấy. Còn các cái dòng khác thì các anh chị có thể đầu tư, nhưng mà ở cái video này thì em sẽ không khuyến khích các anh chị đầu tư đâu. Anh chị giới thiệu để các anh chị nhận miễn phí thôi. Được thì chúng ta ăn mà không được thì thôi. Nếu mà đối với cái sang này thì đã có một vài anh chị là rút được tiền từ cái sang này rồi đó nha các anh chị. Nên chúng ta không nên bỏ qua cái kèo như thế này. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị cái xe cái tài khoản ở trên cái sang này để chúng ta nhận được con robot này nha. Để tiến hành cái xe thì các anh chị click vào cho em cái dấu ba gạch ở bên góc trái màn hình đấy. Các anh chị chọn cho em cái dòng identification này. Các anh chị nhấn vào chữ confirm. Các anh chị click vào cho em cái dòng ID card ở đây. Đây. Ở đây nó có ba cái loại giấy tờ. ID card là tức là cái căn cước công dân của các anh chị đấy. Passport là cái hộ chiếu. Driver license là cái bằng lái xe đấy. Ở đây em sẽ tiến hành cái xe bằng cái ID card. Cái dòng đầu tiên là các anh chị nhập tên của các anh chị. Tên thì các anh chị viết in hoa có dấu. Còn ở cái dòng Certify Key ID này, các anh chị nhập cái số ID ở trên cái căn cước công dân đấy. Cái dòng WhatsApp này thì các anh chị giữ nguyên. Cái con tag là các anh chị nhập lại cái địa chỉ Gmail lúc này các anh chị đăng ký cái tài khoản đấy. Tiếp đến là cái dòng Front Up The ID Card, các anh chị chụp cho em cái mặt trước của căn cước công dân. Ở cái dòng Back Up ID Card, các anh chị chụp cho em cái mặt sau của căn cước công dân đấy.
cái bức hình cuối cùng đó là handheld ID card, tức là các anh chị selfie khuôn mặt của các anh chị kèm thêm cái căn cước công dân, tay cầm cái căn cước công dân đấy. Sau đó các anh chị nhấn vào submit, chị đã tiến hành cài xe thành công. Bây giờ các anh chị chỉ cần đợi bên dự án người ta duyệt cho các anh chị thôi. Và sau khi duyệt thành công thì các anh chị click vào cái chữ buy ở đây để các anh chị nhận cái con robot giả không mua ở đây này. Để lấy link đi mời bạn bè thì các anh chị click vào cho em ba gạch ở bên góc trái màn hình. Các anh chị click vào chữ tím ở đây này. Các anh chị copy cái dòng referral link ở đây, các anh chị sao chép để các anh chị gửi cho bạn bè của các anh chị. Ở đây rep của chúng ta là 3 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3 đấy. Và các anh chị có thể sao chép cái dòng ID ở đây để các anh chị gửi cho bạn bè của các anh chị. Các anh chị vào cho em cái mục white paper ở đây. Các anh chị có thể vào đây để các anh chị tham khảo thêm thông tin của bên dự án nha. Lúc nào mà em đủ minh rút thì em sẽ cập nhật cái thông tin đến các anh chị. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video trên kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.